Cô xin chào tất cả các em và chào mừng các em đã quay trở lại với trang lời dạy hay.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục bài học Unit 1 Feelings của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 French Global. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một bài reading, bài đọc đúng không? Với chủ đề là painless, là không đau đớn. I can understand a text about an unusual medical condition. Tôi có thể hiểu được một bài khóa về những trường hợp y khoa bất thường, đúng không? Rồi, thế thì mình sẽ chủ yếu là tập trung vào kỹ năng reading ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay luôn nhé. Nào, phần 1, speaking. Look at the title of the text and the four warning signs from A to D. What is the connection and what do you think the text will be about? Phần này thì mình sẽ phải nhìn vào bốn tiêu đề biển báo từ A đến D, từ A đến D và có sự liên quan gì giữa chúng hay không, và bạn nghĩ là chúng sẽ nói về bạn nghĩ là bài đọc sẽ nói về cái vấn đề gì, đúng không? Thì đây mình sẽ có bốn cái biển báo ở đây ha. Các em chú ý là mình sẽ nhìn sang bên này một chút. Thì mình sẽ có biển báo A là warning, đúng không? Warning, electric supply là có điện để diệt côn trùng ha. Mình sẽ có biển báo B là caution hot, là cảnh báo nóng, đúng không? Của cà phê chẳng hạn là cảnh báo nóng. Đây tiếp theo là mind your head, là chú ý là trần nó thấp, đúng không? Cẩn thận đầu của bạn đấy. Và cuối cùng là tiếp theo ở đây mình có một cái biển báo nữa là swimming pool, đúng không? Không có cá sấu và có swimming pool là có bể bơi ha. Rồi thì mình sẽ trả lời cái câu này ha. Trả lời là đấy, bài học của chúng ta hôm nay là bài 1F reading. Reading, okay. The text, mình sẽ phải dự đoán xem là the text, bài khóa nó về cái gì, đúng không? The text will be about something related to pain. Rồi, bài đọc sẽ về những cái vấn đề gì đó liên quan tới cơn đau, đúng không? Sẽ liên quan tới cơn đau chẳng hạn, bởi vì chúng ta thấy các bài biển báo thì đều là cảnh báo những cái sự nguy hiểm hoặc là cơn đau. Rồi, tiếp theo nhá, mình sẽ có bài số 2. Read the reading strategy, then read the text quickly to get the general idea of the meaning. Would you your ideas and exercise one correct? Chúng ta sẽ phải đọc cái phần chiến thuật đọc, cái box chiến thuật đọc này. Đó, sau đó thì mình sẽ đọc nhanh cái bài khóa ở bên trang bên cạnh, đúng, bài luận ở trang bên cạnh. Và sau đó thì để lấy được cái ý phần chính, đúng không? Và so sánh xem là cái ý tưởng mà mình vừa viết ra ở trong phần 1 thì có đúng hay không, đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái phần chiến thuật đọc trước nhé. Reading strategy, chiến thuật đọc. When you do a marching task, follow these steps. Khi mà làm bài dạng nối thì hãy làm theo các bước sau này. 1. Read the text to get a general idea of the meaning. Do not worry if you do not understand every word. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đọc bài khóa để lấy ý chính, đúng không? Đừng lo lắng khi mà mình không hiểu tất cả các từ trong bài đọc ha, mình sẽ chỉ cần lấy ý chính thôi. Bước 2 này, read the task and all the options carefully. Tiếp theo thì sẽ đọc đề bài và các lựa chọn một cách cẩn thận, đúng không? Rồi, ý số 3, bước số 3 này, read the paragraphs of the text carefully one by one and match them to the correct option. Mình sẽ phải bước 3 là cẩn thận đọc từng đoạn văn một và nối chúng với lựa chọn chính xác. Và cuối cùng bước 4 này, check the extra options do not match with any of the paragraphs. Kiểm tra tất cả các lựa chọn thừa không phù hợp với đoạn văn nào, đúng không? Giờ mình sẽ đọc qua ha. Bây giờ các em sẽ chỉ phần trong phần này thì mình sẽ đọc qua bài đọc thôi. Tức là phần này cô sẽ không đọc kỹ bài khóa này ha, mình sẽ chỉ đọc qua một chút thôi. Sau đó đến bài số 3 thì mình mới bắt đầu là mình đọc kỹ cái bài khóa này ha các em ha. Rồi, alive without pain là đây, alive without pain là một cuộc đời mà không có cái cơn đau nào cả, đúng không? All children hurt themselves from the time to time, but when 13-year-old Aslan Blocker gets injured, she doesn't realize it.
Once, when she burned herself, she only knew about it when she looked at her skin. À, đại loại là bài này thì là tất cả những cái đứa trẻ thì đều tự làm bản thương bản thân mình từ lần này lần khác, nhưng mà đến cô bé tên là Ashley Booker thì khi mà bị thương ấy, thì cô ấy không nhận ra điều đó, đúng không? Trong một lần cô ấy làm bỏng chính mình, cô ấy chỉ biết là khi mà mình nhìn vào da thôi, tức là khi nhìn vào thôi chứ không thể cảm nhận được. Ha. There was always something different about Ashley. As a baby, she didn't cry. Có một điều gì đấy rất là khác biệt với Ashley. Khi mà là một đứa trẻ thì cô ấy không có khóc. When she was 8 months old, her parents noticed there was some blood in her eye, so they took her to see a doctor. Khi mà khoảng 8 tháng tuổi thì cha mẹ cô ấy nhận ra là có một chút máu ở trong mắt của cô ấy, thế là họ đưa cô ấy tới bác sĩ để kiểm tra. The doctor found a serious cut in her eyes and they were shocked. Bác sĩ thì tìm thấy là có một vết cắt rất là nghiêm trọng ở trong mắt của đứa trẻ và họ cảm thấy rất là bàng hoàng. Why didn't the baby cry? Tại sao đứa trẻ lại không khóc? Tests show that Ashley had a very unusual medical condition. She couldn't feel any pain. Các bài kiểm tra đã cho thấy là Ashley có một tình trạng bệnh lý, đấy là cô ấy không thể cảm nhận bất cứ một đau đớn nào. This condition is very rare. Tình trạng này rất là hiếm ha. Many people who have it die of it. Có rất là nhiều người đã chết vì nó. Pain is a natural warning that you're ill or endure. Nỗi đau là một phản ứng, sự cảnh báo tự nhiên khi mà bạn bị ốm hay là bị thương. People who can't feel pain just don't realize they're in danger. Những người mà không cảm nhận được cơn đau ấy, thì họ không nhận ra là mình đang gặp nguy hiểm. The first few years of Ashley's life were very difficult. Những cái năm đầu đời của Ashley thì rất là khó khăn. She often tripped and injure herself. Cô ấy thường vấp ngã và làm bản thân bị thương. Once she broke her ankle, but she didn't stop running. Có một lần thì cô ấy làm vỡ mất cả chân nhưng mà vẫn chạy nhảy tiếp, đúng không? Không ngừng chạy nhảy. During school breaks, one teacher watched Ashley all the time in the playground, and she had to search for cuts, bruises, and other injuries. Những lúc giải lao ở trường thì một giáo viên quan sát Ashley mọi lúc ở sân chơi và họ phải tìm kiếm những cái vết cắt, vết bầm hoặc là những cái vết thương khác. Đoạn cuối này, when she was 5, Ashley's story appeared in newspapers on and on TV. Khi mà được 5 tuổi thì câu chuyện của Ashley bắt đầu xuất hiện ở trên những cái bài báo và trên TV. Scientists studied her condition and found she has a genetic disorder that means pain signals do not reach her brain. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tình trạng của cô ấy và phát hiện ra rằng cô ấy có một loại bệnh di truyền mà những tín hiệu đau đớn không được truyền tới não. Unfortunately, at the moment, there is no hope of a cure. Thật không may là hiện tại không có hy vọng gì về cách chữa trị. And as Ashley knows, a life without pain is both difficult and dangerous. Và vì Ashley cũng biết là một cuộc sống mà không có đau đớn thì vừa nguy hiểm, vừa khó khăn lại vừa nguy hiểm. Rồi, thế là ý mình đã dịch qua bài này ha. Bây giờ mình sẽ cô sẽ viết ra đây ý chính của bài này là phần 2 này. The text. Bài text này thì chủ yếu là nói về bạn Ashley, đúng không? Cái bạn mà không thể tìm thấy Ashley, họ cái người mà không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, đúng không? Từ khi sinh ra rồi, từ khi là một đứa trẻ. Thế thì mình sẽ nói là the text is about, bài khóa nói về này, bài đọc nói về này. A girl, một cô gái, đúng không? A girl who can't feel pain. Tiếp theo ha, mình sẽ đến bài số 3 này. Read the text again. Match the questions below with the paragraphs A to E of the text. Mình sẽ phải đọc bài khóa một lần nữa và nối các câu bên dưới với các đoạn văn từ A đến E, đúng không? In which paragraphs does the writer tell us? Trong đoạn văn nào thì nhà văn nói với chúng ta? 1. When doctors realized Ashley had a medical problem. Khi các bác sĩ nhận ra là Ashley có một vấn đề về y khoa, đúng không? Bệnh lý, đúng không?
2. What causes her condition? Điều gì tạo nên thể trạng như thế? 3. What happened when she burned her hands? Điều gì xảy ra khi mà cô ấy làm bỏng tay mình? 4. Why some people die from the conditions? Tại sao một vài người chết vì cái bệnh lý này? Và 5. How school life for Ashlyn was unusual? Cuộc sống học đường của Ashlyn bất thường như thế nào? Hoặc là như thế nào? Đấy. Rồi vừa rồi thì cô đã đọc cái đoạn văn cho các em rồi và chúng mình cũng đã dịch rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái đoạn văn này và chúng mình sẽ tìm các câu trả lời luôn ha. Đầu tiên là ý số 1, đúng không? Khi nào mà các bác sĩ lại nhận ra cái tình trạng đặc biệt về thể chất của Ashlyn? Đó, thì mình sẽ có thể là thấy luôn thông tin nó ở đoạn B ha. Khi mà Ashlyn 8 tháng tuổi và bố mẹ cô ấy đưa đi khám thì bác sĩ đã thấy là cái thể trạng cô ấy rất là đặc biệt, đúng không? Thì một chắc chắn là sẽ đi với B đây. Cô sẽ gạch cái hint, tức là cái thông tin ở đây nhá. Đây, tests show that Ashlyn had a very condition, đúng không? She couldn't feel any pain, không cảm thấy đau đớn gì cả, đúng không? Đó. Những cái bài kiểm tra thì chỉ ra rằng là Ashlyn có một thể trạng sức khỏe rất là đặc biệt và cô ấy không cảm thấy đau đớn gì cả. Đó, thì mình sẽ đi với B ha. Ý 2 này, điều gì mà gây ra bệnh của cô ấy, đúng không? Vậy điều gì gây ra bệnh của cô ấy? Thì mình có thông tin là đến cái năm mà Ashley 5 tuổi, đúng không, thì cô ấy xuất hiện trên TV và trên báo, đúng không, và các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu, đúng không, và về cái tình trạng và tìm ra là đây câu này ha, nghiên cứu cái tình trạng của cô ấy và tìm ra là cô ấy có một cái bệnh di truyền ha, genetic disorder là bệnh di truyền, và điều đó thì là khiến cho những cái tín hiệu đau đớn ấy, tín hiệu đau đớn signal là tín hiệu này không thể truyền tới não được. Đó, thì hai câu 2 thì sẽ là đi với ý E ha. Rồi, tiếp theo câu 3 này. Điều gì xảy ra khi mà cô ấy làm bỏng tay của mình, đúng không? Đó. Mình sẽ quay lại đoạn đầu tiên, đoạn giới thiệu về Ashley. Đó, mình tất cả trẻ em thì đều cảm thấy đau đớn hoặc là làm thương bản thân mình trong thời gian nào đó. Nhưng mà có một bạn 13 tuổi tên là Ashlyn thì không, khi mà bị thương ấy thì cô ấy không nhận ra, đúng không? Đây, once burn herself, khi mà cô ấy làm bỏng bản thân mình thì cô ấy chỉ biết khi mà nhìn thấy chúng thôi, tức là cô ấy bị bỏng, bị đau nhưng mà không cảm nhận được, mà chỉ khi nhìn thấy thì mới biết là mình bị thương. Đó, thì chắc chắn là câu 3 thì sẽ đi với A ha, đoạn văn A. Rồi, tiếp theo câu số 4 này. Why some people die from this condition? Tại sao một vài người lại chết bởi vì cái tình trạng này, đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ quay lại đoạn văn C ha. Tình trạng này rất là hiếm, đúng không? Rất nhiều người chết bởi nó. Bởi vì sao đây? Pain thì là một cái cảnh báo tự nhiên. Đó, khi mà để thông báo cho người ta biết là khi người ta bị ốm hoặc là bị thương, đúng không? Thế nhưng mà con người mà không cảm thấy đau đớn thì sẽ không cảm thấy là họ đang ở trong nguy hiểm, đúng không? Ví dụ khi mà các em chơi một cái đồ vật gì đó sắc hoặc là nhọn và các em bị thương, bị đau thì mình sẽ biết là nó nguy hiểm và mình sẽ dừng lại. Nhưng mà họ không cảm thấy cái sự đau đớn đó, thì họ có tiếp tục làm, tiếp tục chơi thôi, thì họ sẽ là có thể rất là gây nguy hiểm đến tính mạng chẳng hạn. Đó, thì chắc chắn là câu 4 sẽ đi với ý C ha. Và mình có cùng câu số 5 này. How school life for Ashlyn was unusual. Cuộc sống ở trên trường của Ashlyn thì bất thường như thế nào, đúng không? Đây là sẽ là đoạn D ha, sẽ là nói về cuộc sống của Ashlyn. Đây, những cái năm đầu tiên ấy thì rất là khó khăn, đúng không? Những năm đầu đời rất là khó khăn. Suốt ngày cô ấy tự làm bị thương bản thân mình. Đó. During school break. Đây, khi mà ở trường này, during school break, one teacher watch Ashlyn all the time. Tức là khi mà ở trường ấy thì luôn luôn có một giáo viên phải quan sát Ashley mọi lúc mọi nơi, trong sân chơi, đúng, in the playground, và họ sẽ phải luôn luôn tìm kiếm những cái vết thương hoặc là vết bị bỏng hoặc là những cái vết bầm trên người để tránh xem là Ashlyn có bị thương ở đâu không, bởi vì là cô bé không cảm nhận được nỗi đau mà. Họ thì giáo viên luôn luôn phải quan sát và tìm kiếm hộ Ashlyn, thì đây sẽ là D ha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ sang bài số 4 này.
Complete the questions using the question words below. Then take turns to ask and answer the questions in pairs. Rồi bài này thì mình sẽ phải hoàn thành các câu hỏi phía dưới, hoàn thành các câu hỏi bằng các từ để hỏi. Người ta sẽ cho mình các từ để hỏi ở đây ha. Sau đó thì mình sẽ phải thay phiên nhau hỏi và trả lời các câu hỏi theo cặp. Thì đầu tiên là mình sẽ điền các câu hỏi đây trước nhá. Mình sẽ có các từ để hỏi là when, khi nào, what, cái gì, who, ai và why, tại sao, đúng không? Ví dụ như ở đây người ta đã hỏi sẵn cho mình một câu này. How did the doctor feel when he saw Aslin's eye injury? Các bác sĩ đã cảm thấy như thế nào khi mà anh ấy nhìn thấy vết thương ở trong mắt của Aslin? Rồi. Tiếp theo mình sẽ có Didn't Aslin cry when she was a baby? Tại sao mà Aslin không khóc, đúng không? Khi cô ấy còn bé thì mình sẽ hỏi tại sao là gì? Why? Đúng không? Why? Tiếp theo mình sẽ có số 3 này. Watch Aslin carefully in the playground at school. Ai đã trông coi trong trường Aslin rất cẩn thận khi mà chơi ở trong sân chơi của trường? Thì mình sẽ câu hỏi ai thì mình sẽ dùng từ để hỏi là gì? Who, đúng không? Who watch? Ai đã quan sát, đúng không? Ai đã trông coi? Câu số 4 này. Did Aslin's story first appear in newspaper? Khi nào thì các câu chuyện của Aslin bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo, đúng không? Mình sẽ dùng từ để hỏi là when. Ok, và câu cuối cùng này, is the cause of Aslin's medical condition? Cái gì hoặc là điều gì gây ra bệnh lý của Aslin? Cái gì, điều gì thì mình dùng từ what. Ok, rồi bây giờ thì cô sẽ trả lời các câu hỏi này ha. Mình sẽ vừa hỏi vừa trả lời lại các câu hỏi này. Đó, mình sẽ viết ra giấy ở đây, các em có thể dễ theo dõi hơn nhé. Và mình sẽ có bài 4 này. Ý đầu tiên này là câu hỏi how ha. How was the doctor? How did the doctor feel? Sorry, how did the doctor feel when he saw Aslin's eye? When he saw Aslin's eye injury. Bác sĩ đã cảm thấy như thế nào khi mà nhìn thấy vết thương ở trong mắt Aslin, đúng không? Trả lời là he was shocked because it was a serious injury. Ông ấy đã rất là bàng hoàng bởi vì đây là một vết thương rất là nghiêm trọng. Rồi mình sẽ có câu số 2 này. Why didn't Aslin cry when she was a baby? Tại sao Aslin không khóc khi mà cô ấy còn bé, đúng không? Rồi. Trả lời là gì? Cô ấy không khóc này. She didn't cry. Cô ấy không khóc bởi vì nào? Because she couldn't feel. Any pain. Cô ấy không khóc bởi vì là cô ấy không cảm nhận được cơn đau nào cả. Đúng không? Rồi câu hỏi số 3 này. Who watched? Cô sẽ đánh số lại nhá. 1 này. 2 này. 3 này. Who watch Aslin carefully? In the playground at school. Ai đã trông trường Aslin rất cẩn thận ở sân chơi tại trường, đúng không? Mình sẽ trả lời là gì? A teacher watched her.
một giáo viên đã trông chừng cô ấy, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có câu số 4 là gì? When did, khi nào, đúng không? When did Aslan's story first appear? In newspaper. Khi nào thì câu chuyện của Aslan lần đầu xuất hiện trên các mặt báo, đúng không? Nào, mình sẽ cho ra là gì? It appeared when Aslan was five. When was five? Nó xuất hiện khi mà Aslan 5 tuổi, đúng không? Và câu số 5 là gì? What is the cause? Điều gì là nguyên nhân, đúng không? What is the cause of Aslan medical condition? Medical. Điều gì gây ra tình trạng bệnh của Aslan, hoặc là nguyên nhân nào, đúng không? Cause, nguyên nhân. Mình có câu trả lời là is a genetic disorder. Đây là một bệnh di truyền, đúng không? Pain signal. Những tín hiệu đau đớn. Do not reach the pain signal, do not reach her brain, đúng không? Những cái tín hiệu đau đớn thì không thể nào mà truyền tới não bộ cô ấy được. Đó. Rồi, pain signals do not reach her brain. Đó, thì đấy là bài số 5, bài số 4 ha. Rồi, bài số 4 thì tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Sẽ có đây là bài số 5 này. Vocabulary. Five words in the text to do with accidents and injuries. Then complete gaps 1 to 7 below. Rồi, bài số 5 thì chúng ta sẽ phải tìm hết những cái từ trong bài học có liên quan tới tai nạn và thương tích. Đó, sau đó thì mình sẽ phải tìm điền vào các chỗ trống từ 1 đến 7 ở phía dưới ha. Rồi, mình sẽ chia ra ở đây hai loại là verbs, đúng không? Là động từ, và dưới này là noun and phrases, là danh từ và các cụm từ. Đó. Đây thì mình có một vài từ người ta đã cho mình sẵn rồi. Đó. Ok. Okay, đây có từ burn, cut, hurt. Rồi chúng ta sẽ quay lại bài đọc bên này một tí một chút ha. Mình sẽ có hurt này, đúng không? Hurt. Get injured. Burnt, đúng không? Gì nữa không ta? Rồi, injure. Đó, rất là nhiều từ. Ashley baby, she didn't cry. Parents noticed blood in her eyes. She took her to the doctor. Serious cut, đúng không? Cut. Ở đây serious cut thì nó là một danh từ, nhưng mà cut thì các em vẫn có thể dùng như một động từ ha. Cut vừa là danh từ vừa là động từ. Đó. That's very couldn't feel any pain. The condition is very rare. Died of it. Pains. Đó. Có rất là nhiều từ trong này ha. Đây mình sẽ quay lại đây và cô sẽ dịch từng từ một, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau điền nhé. Burn này là gì? Làm bỏng này. Cut là cắt vào, làm đứt da này. Hurt là làm đau, đúng không? Làm bị thương. Làm đau, mình có từ in thì mình sẽ điền là, và kết thúc bằng chữ e thì sẽ là injure. Đó, injure yourself or your hand là làm bị thương tay hoặc là chân của bạn. Tiếp theo mình sẽ có từ fall, ngã này. Sau đó thì mình có trip, đúng không? Trip giống như là từ chuyến đi ấy, nhưng ở đây có nghĩa là chật chân, đúng không? Và slip over là bị trượt té.
Tiếp theo mình có từ gì? Your arm làm gãy tay là gì? Mình làm break đúng không? Break làm vỡ, bình thường break là vỡ ấy. Đó, break your arm or finger là làm gãy tay hoặc là gãy ngón tay. Tiếp theo mình có từ bleed là chảy máu đúng không? Hoặc là gì? Sprain your ankle or wrist. Sprain your ankle là làm bong mất cả chân, hoặc là wrist là cái cổ tay ấy, tức là làm bong gân cổ tay đúng không? Tiếp theo mình có hurt. My leg hurts là chân của tôi bị đau. Hurt là làm đau ha. Hurt my leg hurts là chân tôi bị đau. Tiếp theo mình chuyển sang danh từ và các cụm từ, thì ở đây mình sẽ có là từ máu là gì, rất là quen thuộc. Blood, máu ha. A broken arm or finger là một cánh tay hoặc là một ngón tay bị gãy đúng không? Mình sẽ có từ gì? A bruise, một vết bầm đó. A bruise, R này, U này, I này đúng không? A bruise là một vết bầm. Tiếp theo mình có từ a burn, một vết bỏng. Đó, a burn, U R đúng không? B U R N, a burn. Tiếp theo mình có cut là vết cắt. Một vết thương là gì? Một vết thương nói chung ấy thì mình có từ injury. Injury, an injury. Tiếp theo mình có a sprain là vết bong gân, và mình có a pain là một cơn đau. Rồi tiếp theo mình sẽ có phần cuối cùng bài hôm nay là phần speaking ha. Work in groups, làm việc theo nhóm này. Tell your classmates about a time when you hurt or injured yourself. Nói với bạn cùng lớp của mình về một lần mình bị đau hoặc là làm thương bản thân mình. Use vocabulary from exercise 5. Dùng những cái từ vựng mà mình vừa tìm được ở trong bài số 5. Ví dụ ở đây mình có một câu mẫu là I broke my arm when I was 6 years old. Tôi làm gãy tay của mình khi mà tôi 6 tuổi. Ha. Rồi. Rồi thì cô sẽ viết ra đây ha, bài số 6 này. Mình sẽ bắt đầu là I broke my arm when I was 6 years old. When I was 6 years old. Tôi làm gãy tay của mình khi mà tôi 6 tuổi, đúng không? Tiếp theo này. When I was 9, khi mà tôi 9 tuổi. When I was 9, I was bled once a week. I was bled once a week. Khi mà tôi lên 9 thì tôi chảy máu mỗi tuần một lần, đúng không? Tiếp theo này. I had bruise. I have bruise on my ankle. Once I played a soccer game. Tôi có một vết bầm ở mắt cá chân trong một lần chơi bóng đá, đúng không? Rồi thì đấy là kể về những cái lần hoặc là một vài lần mà mình bị đau hoặc là mình làm bị thương bản thân. Đó thì hôm nay chúng ta trong bài reading ngày hôm nay thì các em đã học được những cái tips để mình làm bài nối từ ha. Đầu tiên là các em sẽ phải đọc qua để lấy ý chính này. Đó, sau đó thì mình đọc lại tiêu đề và đọc lại câu hỏi, yêu cầu. Đó, sau đó thì mình nối dần dần và mình loại trừ những cái phương án sai ha. Rồi các em cố gắng là mình ôn tập thêm ở nhà và học thêm những cái từ mới liên quan tới pain, liên quan tới chủ đề nỗi đau. Đó. Và hẹn gặp lại các em trong các buổi học tiếp theo nhé. Xin chào các em.